Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Quỳnh. Hiện tại mình đang là sinh viên khóa 2 Đại học IDX. Mã số sinh viên của mình là CUV020HP20. Và hôm nay mình với các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về các khái niệm ở trong một bảng báo cáo tài chính doanh nghiệp nhé. Môn học của chúng ta hôm nay sẽ là môn nguyên lý kế toán. Thử một cái mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp. Đây ạ. Đó, sẽ thống kê lại các cái nguồn tài chính đầu tiền của công ty chúng ta sẽ đi đâu và về đâu, đúng không? Vậy thì mình sẽ tìm hiểu về các thành phần. Các khái niệm trong đó được chưa ạ? Đây, trong một bảng báo cáo tài chính thì sẽ có bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. Thì bảng cân đối kế toán thì chúng ta đã tìm hiểu không ngọn rồi, tổng tài sản, tổng nguồn vốn, có tài sản ngắn hạn, dài hạn, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, đúng chưa ạ? Đó. Cái này thì ở video trước mình và các bạn đã tìm hiểu rồi. Và hôm nay mình sẽ cùng nhau tìm hiểu một số các khái niệm khác. Đầu tiên là doanh thu. Toàn bộ số tiền sẽ thu được do tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra có các phần ở trong đó chính là giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận phần, lợi nhuận khác, lợi nhuận quế toán trước thuế, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế cổ tức, lợi nhuận giữ lại, vân vân. Đó, thì trong bảng cân đối kế toán khi lập chúng ta cũng phải có nguyên tắc theo các cái tài khoản của luật kế toán Việt Nam, ví dụ như tại 313, 330 vân vân. Đó. Tiếp theo là đến báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thì là báo cáo tổng hợp phản ánh tình hình kết quả kinh doanh, lãi hay lỗ của doanh nghiệp trong một kỳ hoạt động, do hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp luôn là yếu tố được coi trọng nên nhiều người sẽ chọn đọc báo cáo kết quả kinh doanh đầu tiên khi xem xét báo cáo tài chính của một đơn vị. Bởi vì khi chúng ta biết được kết quả hoạt động kinh doanh sẽ là lãi hay lỗ, đang phát triển hay thụt lùi, chúng ta sẽ đưa ra được cái phương án để thay đổi và điều hướng được cái hướng đi của doanh nghiệp chúng ta. Cái này tất cả các cái bản báo cáo ở trong này đều cần phải chính xác. Thông thường chúng ta sẽ đọc báo cáo theo thứ tự từ trên xuống, bắt đầu với chỉ tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc doanh thu thuần về bán hàng này. Tiếp theo là lợi nhuận gộp. Đây các này vừa nãy mình đã đọc rồi, đúng không ạ? Tiếp theo là báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Nó sẽ đưa ra được cái hướng đi của dòng tiền. Và phương trình là tiền tồn đầu kỳ cộng tiền thu trong kỳ trừ tiền chi trong kỳ bằng tiền cồn cuối kỳ. Cái này thì chắc chắn là ai cũng hiểu rồi.
Và bản thuyết minh báo cáo tài chính là sẽ là đưa ra cái những cái nhận xét về cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp các bạn vào các video lần sau để tìm hiểu nhiều hơn các khái niệm khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.